Xin chào tất cả các em học sinh khối lớp 6. Ở tiết học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập và thực hiện bài kiểm tra giữa học kỳ 2 môn giáo dục địa phương 6. Thời gian kiểm tra là 45 phút. Chúng ta sẽ làm kiểm tra tại lớp trong tiết giáo dục địa phương vào tuần số 9. Về hình thức kiểm tra thì gồm có 24 câu trắc nghiệm và một câu tự luận. Nội dung kiểm tra giữa học kỳ 2 môn giáo dục địa phương gồm có 3 chủ đề. Chúng ta bắt đầu từ chủ đề số 5, đó là chuyện dân gian liên quan đến địa danh tại thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đề số 6, âm nhạc dân gian trong đời sống thường ngày ở thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đề 7, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nội dung những câu hỏi ở trong phần ôn tập. Thì cái phần đề cương ôn tập này cô đã phát về cho các em. Thì chúng ta sẽ theo nhìn vào trong đề cương ôn tập này để chúng ta học và làm bài kiểm tra cho tốt. Các bạn lưu ý, ở trong những cái câu hỏi trắc nghiệm thì những cái phần mà đã được bôi đen đó là những cái đáp án đúng. Phần trắc nghiệm gồm có 30 câu trắc nghiệm. Phần tự luận gồm có hai bài tập. Bài tập số 1 là chọn tên địa danh tương ứng với các hình ảnh dưới đây. Bài tập số 2 là các bạn hãy điền số 1, 2, 3, 4 tương ứng với các giá trị của từng loại cảnh quan dưới đây. Về đề kiểm tra thì các bạn lưu ý cho cô. Khi làm bài kiểm tra thì các bạn ghi cho cô thứ nhất là họ tên, thứ hai là lớp. Do chúng ta thi tại lớp, vì vậy là không cần chúng ta phải ghi số báo danh ở phòng thi. Phần số báo danh thì các bạn sẽ ghi cho cô bằng danh số ở trên lớp của các bạn. Về phần trắc nghiệm thì các bạn trả lời những chọn những cái đáp án đúng và điền vào ô trắc nghiệm. Cuối cùng là cô chúc cho các bạn đạt kết quả tốt trong kỳ thi kiểm tra giữa học kỳ 2 sắp tới.